Dạ chánh chánh đồ cho hả nghệ sĩ vô chị ạ. Rồi thì phải mỹ rồi thêm gì không? Không phải đâu. Đi nổi. Nhìn giống cô gì không phải? Máy mà bầu xô Thúy Nguyễn. Bầu xô Thúy Nguyễn. Bầu xô Thúy Nguyễn. Bị bệnh vậy. Bầu xô gì hết rồi? Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn. Ở Mỹ. Ở Mỹ. Hiện tại là cô bầu xô Thúy Uyển ở Mỹ bắt chuyến bay về Việt Nam để mà dự đám giỗ đầu tiên của cô Nam Vũ Linh tại nhà Phú Dụng Ngôi Nhân Cái Nhà. Hôm nay là 14 âm lịch gần tháng Giêng. Chấm cô ơi cháu ăn này quay nữa không? Bây giờ là anh Hải thay chị Hồng Loan để mà tiếp cô Thúy Uyển nha cả nhà. Thắp hương cho cô Nam Vũ Linh nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiền mấy cô chú anh chị ơi. Bây giờ buôn mới xuất hiện là cái nhà buôn xuất hiện cái là mấy cô chú thu lại buôn luôn à. Buôn xuất hiện cái là mấy ông bà cô chú là cứ lại ôm buôn nó không có trời luôn. Vàng của cô, vàng của chú. Dữ chàng con là người nổi tiếng luôn, quá dữ. Trời ơi, mua được bà lì xì luôn. Con cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà đi. Kìa, con cảm ơn bà kìa, con cảm ơn bà kìa. Nó lớn lên. Không bà miếng đi. Thôi, cho được tiền cho mẹ đi. Chào cho bà nội dẫn cho con. À, mấy buồn với bà nội nha cả nhà. Mấy buồn được một cô khán giả lì xì cho là đưa tiền cho bà nội liền luôn. Quá dễ thương. Đây bây giờ là chú nghệ sĩ Ngân Tướng đem Henneken tới để nắm giỏ của cậu Năm Vũ Linh nha cả nhà. Hôm nay đẹp quá chú ơi, chú đẹp quá chú ơi. Chú xuất hiện cái là mọi người ùa vào chú rần luôn cả nhà. 1, 2, 3 vô. Anh Tướng bây giờ người ta rất là đây bây giờ là chúng Văn Tướng mở ngộ với Hồng Loan và Má Năm tại đám giỗ của cô Năm nhà cả nhà đúng rồi. Cho mình ăn ngon quá. Cho.
Long kêu bà. Bây giờ có một cái lăng hoa nữa cả nhà, nhưng mà để coi con của ai đây. Chinh Chinh à, lăng hoa của Kim Tử Long thì Chinh Chinh đem tới để cúng cho đám giỗ của cậu năm chú Linh này cả nhà. Ôi cái hoa đẹp quá. Wow. Ôi mỗi lần mừng tối thì tôi mừng lắm, trong lòng nó xa quyến mừng lắm. Đẹp quá cả nhà, nhìn bó hoa đẹp quá ha. Kim Tử Long Chinh Chinh tưởng nhớ anh Năm Vũ Linh. Trời ơi cảm giác đó. Có đẹp quá, đẹp có bó hoa đẹp quá luôn cả nhà. Bây giờ chúng con xuống góc bia lên cụng ly mời cho cô Năm Vũ Linh nè cả nhà. Chúng con xuống mời cô Năm Vũ Linh uống bia ken nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ con nghĩ xin kết thúc clip tại đây nha, hẹn mọi người vào những lúc sau nha cả nhà. Chút xíu có tin tức gì nữa về nghệ sĩ khi mà đến quyến năm giỗ tại nhà của con Năm Vũ Linh thì con nghĩ sẽ quay nữa tiếp tục để gửi đến chung quý cô chú anh chị mình nha. Dạ quý cô chú anh chị mình có yêu thương cỏ biển thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho cái kênh YouTube cỏ biển với lại là fanpage cỏ biển nêu các em nha, có nghe cả nhà. Dạ cái cỏ biển cảm ơn cả nhà nhiều ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.